Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2021, Quỹ Từ Thiện Chùa Thiên Quang, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã kết hợp cục nhóm Từ Thiện Sen Vàng thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Sen Vàng tiếp tục trao lương thực và nhu yếu phẩm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2021, quỹ từ thiện chùa Thiên Quang, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã kết hợp cùng nhóm từ thiện Sen Vàng, thuộc công ty cổ phần truyền thông và giáo dục Sen Vàng, tiếp tục trao lương thực và nhu yếu phẩm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Thấu hiểu được những khó khăn mà người dân thành phố Hồ Chí Minh đang gánh chịu, nhất là những hộ dân nằm trong diện bị cách ly phong tỏa, Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương, đã phối hợp cùng Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt và công ty cổ phần truyền thông giáo dục Sen Vàng, trao 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá 320.000 đồng, gồm 10 kg gạo, 20 gói mì, dầu ăn, trứng và các nhu yếu phẩm. Tham gia buổi trao quà còn có ông Nguyễn Huỳnh, tổng giám đốc công ty truyền thông và giáo dục Sen Vàng, bà Lê Thi Thơ, phó giám đốc Thay mặt bà con nhân dân, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lê Minh Xuân đã tiếp nhận quà. Sau đó, các cán bộ xã đã hỗ trợ trao quà đến tận tay người dân tại một số tổ của ấp 7 xã Lê Minh Xuân. Được biết, tính từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đến nay, nhóm từ thiện sen vàng đã vận động các chùa, mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ cho người dân đang bị phong tỏa cách ly trên địa bàn thành phố.